Xin chào quý anh chị khách hàng, các nhà đầu tư. Tâm giới thiệu anh chị một cái sản phẩm nhà vườn tuyến đường 26m N1 thuộc dự án Hút, có cái giá rất là tốt. Thời điểm đỉnh ấy, thì cái ô này có giá đâu đó khoảng tầm 12 triệu rưỡi cho đến 13 triệu anh chị. Vị trí của ô này là nó nằm tại đây anh chị. Đây là tuyến đường 26m, một sẹt đường Huỳnh Thúc Kháng. Thì diện tích của nó là 12 x 25 anh chị. Tổng diện tích là 300 mét. Nó thuộc nhà vườn song lập. Thì sổ sách đầy đủ. Thì đây cũng là một cái sản phẩm mà thời điểm đáy thì nó giao dịch đâu đó khoảng tầm 8 triệu anh chị, 8 triệu, 8 triệu rưỡi. Thì tuyến đường này thì nó là tuyến đường lớn. Phía sau này nó còn là một cái dự án nữa. Thì nó chưa triển khai, nó quy hoạch hết rồi anh chị. Và ở tuyến đường này thì Tâm chia sẻ với anh chị là những cái clip mà ở giai đoạn cuối 2022, Tâm chia sẻ với anh chị là khi thị trường có biến động ấy, có một cái khách hàng của Tâm ấy thì sở hữu hai lô nhà vườn, thì lúc đó chị ý bán rất là nhanh, mà thậm chí lúc đó giá thị trường nó mới có bắt đầu hạ nhiệt thôi anh chị, từ 12 đâu đó nó về khoảng 11 đến 15 á, 10 triệu rưỡi á. Thì chị này chị hạ giá đâu đó là về 8 triệu rưỡi, chị giải quyết nhanh luôn, rất là gọn gàng. Và đến 2023 thì nó đâu đó nó chỉ còn khoảng 8 triệu, nhưng mà rất là khó bán giai đoạn đó. Thì cũng rất nhiều khách hàng đã săn được, thậm chí là có rẻ hơn. Thì bây giờ là có một cái nền mà người chủ người ta cần bán với cái giá là 10 triệu 7 thương lượng ở vị trí cùng tuyến đường này luôn, khu nhóm 1, khu có dân cư, thế đất cao ráo nhất. Và Tâm cũng chia sẻ với anh chị ở clip cập nhật diễn biến thị trường khu vực Hút xây dựng Hà Nội rồi, là cái khu vực này các cái mặt tiền và các cái loại diện tích lớn như là nhà vườn biệt thự ấy, thì nó đang rất là khó thanh khoản, và cái giá nó cũng bắt đầu hạ nhiệt theo các cái sản phẩm nhà phố rồi. Nhà phố thì nó hạ nhiệt đâu đó tùy sản phẩm nó từ 7 đến 10%, thì bây giờ nhà vườn nó cũng hạ một mức độ nó cũng tương tự anh chị. Tuy nhiên là Tâm nói là đây là sản phẩm mà sở hữu bởi những anh chị mà có tài chính tương đối là mạnh, nên cái mức độ hạ nhiệt là nó có nhưng mà nó rất ít sản phẩm. Nhưng mà nếu mà thị trường nó chậm ấy, thì nếu ai mà cần bán ra, đặc biệt là trước ngày 1 tháng 8, những cái thông tin về việc khai thuế và áp giá thị trường vào hợp đồng chuyển nhượng anh chị, thì rõ ràng là cái tư duy đầu tư của anh chị nó phải dài hạn hơn, và nó không có chuyện anh chị lướt sóng nữa, bởi vì chi phí của nó rất là cao. Còn anh chị cũng có một cái kiểu mình nghĩ đó là nó cộng các cái loại chi phí thuế má vào giá bán, nhưng mà thực sự là cộng vào thì giá nó cao lên, thì trong ngắn hạn thì Tâm chia sẻ rồi là nó sẽ khó thanh khoản hơn, nên điều đó là nó cũng không đúng. Và hôm qua có một cái nền xây dựng Hà Nội, thì nền này là bên khách của Tâm cũng hụt. Thì cái nền này ở vị trí này anh chị, đường 12m, dự án xây dựng Hà Nội diện tích 511m, chỉ chủ bán cũng giá nó đâu đó nó chỉ có khoảng tầm 7 triệu 6 một mét thôi. Thì đây là một mức giá cũng rất là phù hợp với thời điểm thị trường hiện tại. Thì nói chung rõ ràng là giá chào thì chủ đưa là 8 triệu, nhưng mà để mà ráp giao dịch thì họ cũng sẵn sàng họ hạ thêm một ít. Thì rõ ràng các sản phẩm diện tích lớn và các sản phẩm có tổng giá trị lớn như là các tuyến đường lớn, các lô góc thì đang rất là chậm, gần như không thanh khoản được. Còn những cái sản phẩm nhà phố liền kề song lập thì nó vẫn thanh khoản được, nhưng mà giá bắt buộc cũng phải hạ anh chị thì mới đủ hấp dẫn thuyết phục những khách hàng mua. Và hôm bữa thì Tâm cũng có một cái nền giao dịch nhà vườn ở vị trí nhóm 3 khu vực này anh chị. Thì đây Tâm ghi luôn cái giá của cái lô này là 8 triệu rưỡi, nhưng mà nó cũng bán đâu đó cách đây khoảng tầm 2 tuần rồi. Thì nói chung là hạ giá phù hợp và giá nó hợp lý thì cũng có khách lấy, thì đây cũng là một tín hiệu tốt cho giá đất và cũng như là thanh khoản thị trường khu vực Hút xây dựng Hà Nội. Thì Tâm quay trở lại cái nền có giá khá là tốt là cái nền đường 26m N1. Thì Tâm cũng có một cái sản phẩm nó cũng vừa giao dịch đâu đó chỉ khoảng 11 triệu, 11 triệu hơn, là nền góc ở ngay nhóm 1 khu dân cư này luôn anh chị. Thì thị trường nó cũng đang hạ nhiệt, các cái vị trí đường 285m thì cũng chỉ bán khoảng 9 triệu rưỡi một mét vị trí này. Nói chung tất cả thì nó đang có cái dấu hiệu hạ nhiệt. Còn đây là cái sản phẩm mà Tâm giới thiệu với anh chị là đường N126m nhóm 1, thông từ đường 35m ra khu công nghiệp sang Huỳnh Thúc Kháng, thì vị trí này rất là thuận tiện đi khu công nghiệp. Đây là vị trí trên bảng quy hoạch. Còn đây là cái sổ của cái lô đất này. Thì nhìn chung là các sản phẩm hiện tại thì
đều có cái sự giảm giá nhất định và nó cũng tương đối là hấp dẫn. Và anh chị đầu tư thì nếu mà đầu tư dài hạn không vay thì tâm lý đây là một cái lựa chọn hợp lý. Còn nếu anh chị mới tư duy ngắn hạn và đặc biệt là cái vấn đề về áp giá thị trường thuế má thì anh chị nên tuân thủ, và rõ ràng là anh chị đầu tư ngắn hạn thì nó không và lướt sóng, và đặc biệt là sử dụng vốn vay thì theo cá nhân tâm là không nên ở giai đoạn này. Thì cảm ơn anh chị nếu anh chị có nhu cầu quan tâm lô đất này và các cái sản phẩm khu vực hút xây dựng Hà Nội, hay có nhu cầu ký gửi bất động sản khu vực này thì cứ inbox cho Tâm theo số điện thoại 0901 385 928. Cảm ơn anh chị.